Trước tình hình các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn tiếp theo và kéo dài, các địa phương đã tổ chức di rời sơ tán tổng cộng 3.250 hộ dân tại các khu vực bị ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Có 37 xã tại các địa phương từ Quảng Bình đến Đà Nẵng bị ngập lụt, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt cô lập. Theo báo cáo nhanh của các địa phương, ngoài tình hình ngập lụt như trên, đến nay đã có 11 người chết và mất tích, nhiều thiệt hại về tài sản hoa màu. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các bộ, ban ngành và các địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm người mất tích, di rời sơ tán dân ra khỏi khu vực ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ có thể kéo dài đến ngày 14 tháng 10 và áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành ở Biển Đông vào ngày 9 tháng 10. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại.